Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với Bika Hà Nội Vương quốc Gầm Cao. Và nếu anh chị em nào đang quan tâm đến một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn thì có lẽ đây là cái mẫu xe đang dành cho quý anh chị các bạn. Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2020 các bác nhé. 2020. Đấy, xe rất mới và đẹp các bác nhé. Rất mới và đẹp 2020 các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Biển Hà Nội luôn nhé các bác. Biển Hà Nội. Tư nhân một chủ từ đầu các bác nhá. Biển Hà Nội tư nhân một chủ từ đầu. Đây các bác nhìn này. Đây. Ngoài đô thị là 6,2 lít, tức là mức tiêu thụ nhiên liệu của cái dòng xe này rất là hợp lý. Ngoài đô thị là 6,2 lít, trong đô thị là 8,7 lít và đường kết hợp là 7,2 lít các bác nhá. Đấy, 7,2 lít. Đây các bác nhìn này. Đấy. Các bác nhìn này, đây. Lốp Secure là lốp nguyên bản, toàn bộ lốp là 4 lốp nguyên bản cho xe luôn. Đấy, tuần thứ 44 năm 2019 các bác nhìn rõ không ạ? Tuần thứ 44 năm 2019 các bác nhá. Tuần thứ 44 năm 2019. Đây các bác nhìn này. Đấy, tuần thứ 44, 46 năm 2019. Đấy, lốp này. Mà lốp dày bịch luôn các bác nhá. Lốp này rất là dày. Đây các bác nhìn này. 20. Đây các bác nhìn này. Đấy, lốp rất dày đây. Lốp rất dày. Thẩm đi, thẩm đi. Thảm đi. Mua. Ừ. Anh đi xem luôn à? Đấy, nhìn rất đẹp luôn các bác nhá. Nhìn rất đẹp. Khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì các bác sẽ phải quan tâm đến khá nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, mình ngầm nước hay chưa, tháo cổ máy hay không, giấy tờ an ninh an toàn đảm bảo hay không. Đây, chất liệu ghế da các bác nhìn này. Chất liệu ghế da này rất mới luôn các bác nhá, chất liệu ghế da rất mới luôn. Đấy, chất liệu ghế da này các bác nhìn này. À, chất liệu ghế da này Toyota Fortuner luôn các bác nhá. Toyota Fortuner. Chất liệu ghế da đây. À. Chất liệu ghế da. Cực mới luôn các bác nhá, chất cả mới luôn. Đây. Rồi cần số này. Vô lăng này, đây các bác nhìn này. Đấy, cần số vô lăng.